Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MapMyFlow. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn tìm kiếm dữ liệu thuộc tính bằng lệnh file trong MapMyFlow nha. Đây là bài giảng mình nè. Còn chúng ta vô phần thực hành nha. Giả sử tôi muốn tìm tàu số 5, thửa số 3 bằng lệnh file nha, vô Bari, vô file. Ở đây ta tìm là bản đồ địa chính nha. Dạ. Rồi chính ở đây là tìm theo cột nào đó, đây cột thửa nè, ở đây đúng nguyên nha, ở đây là tìm đến, tức là sau khi mà nó nhận được thửa này nó sẽ tìm đến. Rồi ngay này là biểu tượng tìm, tức là nó tìm ra biểu tượng gì đó, màu đỏ, màu xanh, màu tím, ok nha. Sau khi ta bấm ok nó sẽ hiện là file. Ở đây ta tìm thửa mấy, thửa số 3. Ok, sau khi bấm ok nó sẽ ra nhiều số 3. Ở đây ta chọn một số 3 nào đó nha. Rồi ok, đây, ở đây được cái nó giỡn cái là nó tìm số 3 nhưng mà nó không biết tàu bao nhiêu đó, số 3 nè, vẫn là số 3. Ví dụ ta ứng dụng với tìm tên chủ sử dụng các bạn, ví dụ tên chủ sử dụng nó khác nhau cũng dễ. Rồi ta vô query file, nó quay lại này, tìm theo tên chủ, tên chủ này, ok, dán tên chủ này vô, không ok, nó phạm sĩ nè, giờ cũng ok, đây, phạm sĩ có nhiều thửa, cách tìm này là để tìm tên chủ nó dễ các bạn, tìm theo hồ sơ, có nhiều cách tìm nha, tìm theo query, tìm tên chủ nha, rồi cảm ơn các bạn đã nghe, chúc các bạn thực hành thành công nha.